Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu cho tất cả anh chị một miếng đất cực kỳ VIP luôn nha. Một miếng đất có mặt tiền quốc lộ 62 nha tất cả anh chị, với tổng diện tích là 17.915 m² nha tất cả anh chị. Thì lô đất này rất là đặc biệt nha tất cả anh chị, có là 3.491 m² nha tất cả anh chị, là gần 3,5 công thổ nha. Thì rất thích hợp cho các anh chị, các nhà đầu tư nào để mua làm kho xưởng đâu đó, hoặc là mình mở doanh nghiệp, công ty vân vân nha tất cả anh chị. Sản phẩm như thế này rất là đẹp nha tất cả anh chị. Thì với mặt tiền là ngang 50m nha, nhân vô là 360m nha tất cả anh chị. Thì một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư xem rõ cái hình dạng lô đất như thế nào luôn nha. Thì trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái chỗ vị trí lô đất nha, thuộc quốc lộ 62 nha tất cả anh chị. Có điện 3 pha hẳn hồi luôn nha. Thì với có đất thổ là UNT là 3.491 m², một sản phẩm rất là đẹp nha tất cả anh chị. Thì còn lại là 2.300, nói chung là gần 2,4 là đất vườn, còn lại là đất lúa nha tất cả anh chị. Thì với tổng diện tích là 17.000, gần là 1,8 mẫu, gần là 18.000 m² nha tất cả anh chị. Thì từ ngay chỗ vị trí lô đất á, là về trung tâm Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An là khoảng tầm cỡ 7 km thôi nha tất cả anh chị. Còn cách cao tốc thành phố Tân An là khoảng cỡ 16-17 km nha. Thì đối với các anh chị khu vực Sài Gòn á, về xem và sở hữu lô đất này, thì từ Sài Gòn các anh chị về tới đất là khoảng cỡ 46 km nha tất cả anh chị. Thì em xin nhắc lại đi nha, lô đất này rất là đẹp nha, rất là thích hợp để cho dành cho các anh chị nào á, để mở công ty hoặc là làm kho xưởng đâu á. Tại vì đất thổ rất là nhiều nha, gần 3,5 công thổ nha tất cả anh chị. Nói chung là một cái sản phẩm này rất là hiếm hoi nha tất cả anh chị. Nói chung là những cái sản phẩm như thế này rất là dành cho các anh chị nào á, mà đúng theo cái nhu cầu của mình nha. Rồi, em sẽ không để cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư đợi lâu. Em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này luôn nha tất cả anh chị. Thì tổng diện tích á, là 1,8 mẫu nha tất cả anh chị. Thì có 3.500 m² thổ, với mặt tiền quốc lộ 62 là ngang khoảng 50m nha, nhân vô 360m. Và giá bán chính chủ là 20 tỷ nha tất cả anh chị, 20 tỷ. Nói chung là những sản phẩm này giá cũng ok nha tất cả anh chị. Thổ rất là nhiều luôn, mặt tiền quốc lộ 62 mà kiếm thổ như thế này cũng rất là hiếm hoi nha tất cả anh chị. Thì bên trong á, thì bên trong này thì nền thì cao ráo nha, có một cái căn nhà cấp 4, nói chung là tương đối thôi nha tất cả anh chị. Nhà cấp 4 nói chung thì để làm cái nhà để chứa đồ nhỏ nhỏ thì cũng ok. Nói chung thì em chỉ quay sơ sơ cho tất cả anh chị xem thôi nha. Thì các anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua anh em nha. Thì em quay những cái video như thế này cho các anh chị xem để tham khảo. Khi mà hết dịch á, thì các anh chị xuống được á, thì mình coi đất nha. Và em xin nhắc lại nha, những sản phẩm bất động sản bên em đều là sản phẩm chính chủ hết nha tất cả anh chị. Thì ai đứng tên đất là các anh chị có thể gặp được ngay người đó nha. Và giá bán chính chủ em nhắc lại nha là 20 tỷ nha tất cả anh chị. Với đất thổ rất là nhiều luôn, gần 3,5 công thổ nha tất cả anh chị. Thì phía sau này á là đất lúa nha tất cả anh chị. Nói chung là phía sau là chủ đang trồng lúa. Thì tổng diện tích là 1,8 mẫu, gần 1,8 mẫu. Thì trong đó có 3,5 công là thổ, có 2 công máy
gần 2 công tư là đất cây lâu năm, đất vườn nha tất cả anh chị, đất cây hàng năm khác, em xin lỗi nha, đất cây hàng năm khác, thì còn lại là đất lúa. Thì đối với các anh chị khu vực Sài Gòn cũng đừng quá lo lắng về việc người Sài Gòn không thể đứng được đất nông nghiệp nha. Thì bên em á thì có một số các anh chị sẽ hỗ trợ nè cho các anh chị có thể cam kết, có thể các anh chị có thể đứng được đất nông nghiệp nha. Những căn những lô đất như thế này cũng rất là hiếm hoi nha các anh chị, vừa có đất thổ nè, vừa có đất đất vườn nè, và đất lúa nữa, thì rất thích hợp cho các anh chị. Phía trước các anh chị làm kho xưởng đó, phía sau các anh chị có thể làm vườn, hay là tùy theo cái nhu cầu các anh chị nha. Điện 3 pha luôn nha các anh chị. Quốc lộ 62 á thì là xe công thì có thể đi được nha các anh chị. Xe ba giò á thì đối với các anh chị mở kho xưởng thì đa phần là tìm xe công nha. Thì trên địa bàn tỉnh Long An thì cái tuyến quốc lộ 62 á và tuyến N2 nè là xe công đi được nha. Còn lại những cái đường tẻ khác á, thì chỉ có lộ 8 tấn thôi nha tất anh chị. Lên 13 tấn là dữ lắm rồi nha. Đây là đường xe công quốc lộ 62 nha tất anh chị. Em xin nhắc lại nha, cách thành phố Tân An chỉ có 16 km thôi nha tất anh chị. Còn trung tâm Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa là khoảng 7 km nha. Điện nước đầy đủ nha tất anh chị. Rất thích hợp cho các anh chị á. Em xin nhắc lại nha, rất thích hợp cho các anh chị để mở kho xưởng đâu đó, công ty đâu đó nha tất cả anh chị. Và hiện tại bên em á đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo cầu nha. Thì các anh chị nào đang có nhu cầu á, tìm đất ruộng nè, đất vườn, đất mặt tiền, hay là đất kho xưởng bãi, hay là tìm nhà, thì cứ mạnh dạn liên hệ qua bên em. Em sẽ cố gắng tìm kiếm cũng như là đáp ứng những sản phẩm bất động sản phù hợp cho tất cả anh chị luôn nha. Rồi trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha. Em quét tổng thể cho tất cả anh chị xem. Ngang là 50m nha. Chạy dài vô là khoảng 360m. Lô đất này rất là đẹp nha, cực kỳ vuông vức luôn. Rất là đẹp nha tất cả anh chị. Và lô đất này có hướng là hướng chánh nam nha tất cả anh chị. Hướng chánh nam nha. Thì các anh chị nào á đang tìm kiếm một cái sản phẩm bất động sản để làm kho xưởng mà tìm về hướng nam nữa, thì đây là một cái sản phẩm dành cho các anh chị luôn nha, rất là VIP luôn nha các anh chị. Giá bán chính chủ là 20 tỷ nha các anh chị. Thì từ Sài Gòn em lấy móc giáp ranh là Nguyễn Nhân Linh. Từ Nguyễn Nhân Linh các anh chị về tới đất là khoảng 46 km nha. Các anh chị có thể đi theo cao tốc về tới thành phố Tân An nha. Mình quẹo hướng về Tân Tây á, chợ Tân Tây á, là em có thể dẫn cho tất cả anh chị xem đất được nha. Đây là khoảng cách từ vị trí lô đất về tới trung tâm, về tới thành phố Tân An nha, khoảng 16 km nha tất cả anh chị. Thì mỗi video em đều để mã số video hết nha tất cả anh chị. Thì các anh chị ưng ý về sản phẩm nào nhớ alo anh em báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha tất cả anh chị. Thì trong cái tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, thì em mong muốn gửi đến tất cả anh chị các nhà đầu tư những cái lời chúc sức khỏe, và mong tất cả anh chị các nhà đầu tư để cố gắng vượt qua cái đại dịch kinh hoàng nhất trong cái thời buổi như thế này nha tất cả anh chị. Thì em cũng mong muốn để kết thúc dịch bệnh thì chúng ta có thể gặp lại nhau và cố gắng khôi phục lại kinh tế nha. Thì và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký một kênh nha, để cập nhật những video mới nhất về bất động sản. Và biết đâu đó em sẽ cập nhật cho các anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp với mình nhất nha. Và khi kết thúc đại dịch á, em sẽ cố gắng up lên nhiều cái sản phẩm bất động sản hơn nữa nha các anh chị, và sẽ ra video đều hơn nha. Thì do cái hiện tại đó tình hình giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 rất là gay gắt, cho nên em rất ít ra video nha tất cả anh chị. Và em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều nha.